Một ngày nắng đẹp, những chiếc thư mời đã đến tay bốn cô gái và bốn chàng trai để chuẩn bị cùng đến với ngôi nhà chung. Mời bạn tham gia chương trình Ngôi Nhà Chung. Và dạ, đây chị chính là thành viên đầu tiên. Chào mừng bạn đến Ngôi Nhà Chung. Nguyễn Đăng Khoa, 24 tuổi, nghề nghiệp diễn viên. Đây chính là anh chàng hot boy nổi tiếng. Mẫu hình bạn gái lý tưởng của Bimas thì một người dịu dàng, biết lo cho gia đình và phải là một cô gái xinh xắn. Dù đã trải qua 3 mối tình nhưng hiện anh chàng vẫn độc thân vì dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Viên thứ hai cũng đã xuất hiện và ai đó cũng đang rất hy vọng. Thì mình đoán thì thành viên tiếp theo sẽ là một bạn nữ. Bạn nữ chắc nhí nhảnh lắm. Và đây chính là cô nàng nhí nhảnh của anh chàng. Rồi chào. Mình tham gia Ngôi Nhà Chung á. Mình tên Nhật. Trần Văn Nhật, 24 tuổi, nhân viên marketing, anh chàng du học sinh vừa mới trở về và lập nghiệp ở Việt Nam, mong muốn tìm một nửa lý tưởng để có thể lập gia đình. Mình rất là thích con gái thông minh, cái kiểu hài hước, và đặc biệt rất là thích con gái mà hay ghen. Khi mà con gái hay giận hay ghen á, cái mình đi theo mình kiểu mình năn nỉ, mình làm hòa. Tưởng con gái anh nhẹ con trai giờ vẫn nuôi hy vọng có bạn gái tiếp theo thôi. Cô bạn gái này có vẻ không được nữ tính cho lắm. Lại thêm một lần thất vọng. Giờ đợi nó là đợi tới là hay không em? Ôi chào anh. Hai bi. Dạ, chào anh. Dạ. Yeah. Bắt tay cái chủ nhà luôn hả? Dạ, đâu rồi. Dạ, mới có hai người hả? Dạ. Hai người, mình là người thứ ba hả? Dạ, đúng rồi. Mình là Phát. Phát. Em Nhật. Okay. Anh là gì? Nhật. Nhật 93. Nhật 93, bi, như nhỏ mình luôn. Dạ, đúng rồi. Ở đây mình già nhất, ok. Mình 90. Anh 90 hả? Anh già nhất mà, anh đô nhất nữa. Liên Bỉnh Phát, 27 tuổi, MC, diễn viên. Anh chàng có vẻ ngoài nam tính này là gương mặt MC quen thuộc trên các chương trình truyền hình. Mẫu bạn gái của tôi thì có lẽ là tôi thích một cái người bạn gái có cái cách đối nhân xử thế với lại mọi người xung quanh. Thì hy vọng là trong cái chương trình Love House, Nhà Chung lần này thì duyên nó sẽ đến với tôi. Ngoài ra, anh chàng còn là một diễn viên và người mẫu ảnh duyên dáng, nhưng vẫn chưa có duyên với tình yêu. Bây giờ ba người đàn ông tới trước rồi làm gì đây? Bây giờ mình ngồi mình đợi nữ tới không? Nhưng nỗi thất vọng chỉ chồng chất nỗi thất vọng. Vẫn chưa thấy bóng dáng của một cô gái nào cả. Ai? Nam nữa. Thôi lại là nam. Xin chào. Hello. Hello. Ai quen hả ta? Ủa? Bi hả? Ý, bạn cái mai, ý. Lâu quá anh gặp. Chàng trai thứ tư này là Trần Duy Đức, 25 tuổi, huấn luyện viên PT, người mẫu tự do, đẹp trai, quyến rũ nhưng khá là khó tính. Mẫu bạn gái của mình cũng hơi khá là khắt khe, da trắng, tóc dài, không cần cao lắm đâu, nhưng mà người phụ nữ đó phải thật là hiện đại và thật là thông minh. Biết quan tâm chăm sóc cho gia đình, rồi nói chung là phải thương mình nữa. Mình là bác. Còn đây thì quá thất vọng vì sự chờ đợi mòn mỏi của mình, Bi bắt đầu trút giận lên Đức. Không, đừng đi đâu hết, đừng đi. Không có việc gì hết. Tại vì hiện tại thì không phải là chúng tôi là những người tới trước, thì chúng tôi dạng như gia chủ á mà. Cho nên thì mình rất là quý hiếu khách.
Thì khách vậy nhìn khách Thomas vậy nhìn chắc khách tập gym thì mình có một cái vài hình thức thì mình phải hít đất 20 cái trước khi mình tiếp tục câu chuyện. Còn không thì mình không nói chuyện với nhau. Tưởng 200 cái. Trời ơi, một. Tay to ơi, 200 cái không nhầm trời ơi. Tay to quá. Thử 1 cái, 1 tay được không? Trời ơi, nhảy nữa kìa trời ơi, nhẹ quá trời. Chắc là cái gì phải tập gym đi nha. Biết vậy để chưa cho tao phải nhảy dây đi. Sao rồi, sao Đức cảm thấy sao nè? Không sao hết, giống như làm nguội thôi. Xưa mình đi học chung với Bi, tuy không phải cùng lớp nhưng mà mình chơi cũng với Bi cũng khá là thân. Gặp lại Đức thì Đức là một PT thì có một cái thể hình rất là to, rất là vạm vỡ. Bi cũng là một trong các chàng hot boy công trong trường thì anh chàng này rất là đa tình nên là mình nghi anh chàng này là cặp đôi bí ẩn lắm đó. Mình có cạnh tranh thì cũng là một cái cạnh tranh công bằng. Anh em chỉ cần vô là xông pha thôi, là chiến thôi. Không hề có bóng dáng của phụ nữ trong nhà, bốn chàng trai đành tự thân vận động nấu ăn cho nhau. Vô. Trời ơi, ngon quá ơi. Thử món này của ai? Ai làm? Đức hay Nhật? Đức rồi được. Đức đứng chị Bảo. Bây giờ chiều mình làm cái gì nè mấy bạn à? Bây giờ tí trước nha, bây giờ theo thứ tự nha, theo từ sáng giờ đúng không? Ở Bi trước đúng không? Tới Nhật, tới Phát, tới Đức đúng không? Ok. Có bốn mình chơi. Bạn thấy Đức có mối vừa thông báo là bốn nam mà đúng không? Tình cảm bốn thằng à. Đức cuối hai đập con luôn. mới vừa thông báo. Mọi người ơi, chương trình nhắn tin nè. Thành viên nữ đi làm ở trung tâm quận 7. Trung tâm hai bạn nam đi đón. Đặc điểm nhận dạng áo thun trắng. Túi xách màu hồng. Có mặc áo không? Có. Áo thun trắng. Túi xách trắng mà. Bye bye. Ok. Vậy Nhật với anh Đức đi nha. Thôi đi nha. Trời đi mới sướng, mình ở nhà ăn cơm mới cực. Chúc hai anh em thoải mái. Trời khổ chứ, trời biết nhảy đi nha. Cuối cùng thì cũng có tin vui, cô gái đầu tiên đã xuất hiện. Đi. Ok, chào bạn. Xin chào. Đầu tiên hả? Phụ nữ đầu tiên đó. Chắc luôn. Tử là người cuối cùng. Là bốn bạn nam tới rồi hả bạn? Và thánh đàn ông bắt đầu bối rối. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Đây là chủ nhà. Chủ nhà. Đến sớm nhất. Ngày sớm nhất là Bi. Phát. Phát. Em. Linh My. 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 Thomas. Thomas. Nhật. Nhật. Cô gái này là Nguyễn Thị Phượng My, 24 tuổi, Á Khôi Miss Áo Dài 2016, người mẫu và đang kinh doanh một shop thời trang, một cô nàng khá độc lập và có chính kiến. Mình thường làm việc chung những cái người mà mẫu ảnh hoặc là cái gì đó thì mình cảm giác là những cái người đó thiên về đẹp quá, mà mình không thích những người đẹp. Mình thích những cái mẫu người mà chín chắn và cảm giác là mình an toàn á. My chưa dùng cơm đúng không? Chưa. Ok, hai đứa mình đi. Ok thôi, My ở nhà dùng cơm nha. Ăn cơm đi. Chưa. Đi đâu vậy? Để bye bye. Là người con gái đầu tiên khi bước vào ngôi nhà chung thì rất là vui vì tất cả các bạn nam đều đón tiếp và cảm giác là mấy bạn rất là ngoài. Đừng nói mới vô cho bị rửa chén nha. Khách thì phải ở đây ngồi, ai đâu mà khách vô nhà đi. Còn bây giờ mày phải ngồi đứng đây. Trời. Bây giờ trong thời gian hai cái anh kia lúc nãy là sẽ đi đón bạn ở nữa. Hôm nay chắc là My sẽ Có một phần quà. Quà chính là một hũ kem. Có chuẩn bị đó, tụi tôi đi mua đó. Cảm ơn. Ok, ăn chúc My ăn ngon miệng nha. Hello bạn. Bạn có phải là tham gia chương trình đó không? Không phải. Ủa, túi hồng mà. Áo trắng túi hồng mà kỳ vậy. Áo trắng túi hồng. Phải này không? Đúng rồi. Cô nàng có vẻ tinh nghịch này là Huỳnh Kim Bảo Nhi, 21 tuổi, sinh viên năm cuối trường Đại học Hoa Sen, là người mẫu ảnh, giải tư Hoa Khôi Áo Dài 2017, một cô nàng năng động và cũng khá mơ mộng,
đến nhà Chung với hy vọng tìm được chàng bạch mã hoàng tử mà mình mơ ước. Mẫu bạn trai mà mình yêu thích thì đầu tiên là phải ưa nhìn một xíu. Mình thích người bạn trai phải cao hơn mình, ít nhất cũng phải là nửa cái đầu. Mình thích người đó phải có phong cách ăn mặc thật là năng động. Quan trọng là phải sạch sẽ. Điều mà ấn tượng đối với mình nhất đó là mái tóc. Thì tất nhiên là phải gọn gàng, sạch sẽ và không được để che mất phần trán. Tính cách thì mình nghĩ là phải hơi vui tính một chút. Và tất nhiên không phải là mình không thích người đàn ông và lực lượng sáu múi hay gì hết. Mình chỉ cần có một dáng bóp dáng thể thao là được. Mọi người đều đang lừa dối nhau. Ủa, em qua bên nhà Chung rồi chưa? Đó là người sang chảy nhất. Bị phạt hết nước 20 cái nữa. Cái gì thiệt hả? Gì chứ lát em bị phạt hết nước mấy chục cái. Chết thêm rồi. Em là bị phạt còn đóng chén ở nhà. Thấy giữa Nhi và My thì mình thấy ấn tượng với Nhi hơn. Vì nụ cười của Nhi có vẻ hút hồn hơn. Bây giờ mặc lát đụng hàng chơi rồi. Ở bên này hả? Ở phòng này hả? Hello chị, hello. Đang thay đồ hả? Không, phục sắp rồi đó. Rồi, vô nha. Vô đi. Chị là ngủ giường nào vậy? Chị ngủ ở đây. Em ngủ ở trên vậy. Ở trên chắc lạnh. Ở trên chắc lạnh á. Đây đây, rồi đi. Xin chào. Hello. Vào đi. À là hai người này đi đón bạn gái đó đó hả? Đang làm quen mới được, trời đất. Chào em. Anh là Phan. 2000. Em 18 chưa? 2000 là bao nhiêu? Chưa. 17 hả? Em 17 tuổi hả? 17 tuổi này. Em chưa 18. Em chưa 18. Em tên gì? Em tên Nhi. Nhi hả? Ok, welcome em. Dạ. Chị dưới ăn cơm. Cái này là bạn nam nấu hết luôn á. Chị em mình là hưởng á. Tụi anh nôn chơi quá, buổi sáng tới. Nói nghe nè. Hồi sáng á là tụi anh tới, anh đã điện số điện thoại hết rồi, còn hai bạn chưa lấy. Vậy là anh xin số điện thoại của hai bạn. Dạ. Số của Nhi là số mấy? 09. Nói gì vậy Nhi? 448897. Sự tính nghịch của Nhi đã ngay lập tức gây ấn tượng với anh chàng già dặn nhất nhà. Nhi thì ấn tượng đầu tiên đó là thấy bạn này kiểu giống như rất là thích cái tính cách của bạn này. Nó thoải mái, chắc là mình sẽ phải tiếp cận với bé này thử xem. Không biết là ai sẽ ra mở cửa cho mình đây. Song Ngư Phạm Chi, 24 tuổi, là một diễn viên khá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Tài năng, xinh đẹp nhưng đường tình duyên khá lận đận. Đó là lý do cô nàng quyết định tham gia vào Ngôi Nhà Chung. Mẫu bạn trai của mình là phải tạo cho mình sự tin tưởng và sự an toàn. Đó là điều con gái và tất cả những người con gái luôn luôn cần ở người bạn trai của mình. Và Ngư cũng vậy. Có vẻ Song Ngư đã đến không đúng thời điểm. Hello, nên sự đón tiếp của các chàng trai không được hào hứng cho lắm. Vậy hả? Mình sẽ quyết định thích các bạn nữ nhiều hơn các bạn nam. Bạn mới vô nè bạn ơi. Hai bạn. Hello cả nhà, chắc mọi người còn đang ngủ và làm phiền quá. Tên gì? Song Ngư. Song Ngư hả? Dạ. Đây là Nhật. Nhật. Anh Phát. Anh Phát.
Trời, người mới vô mà sao không ai chào hết vậy? Không sao đâu, không sao đâu. Để anh ngủ đi. Thomas. Chị một xíu gặp. Ok, bye. Ngủ ngon. Bye bye. Rồi cảm ơn nha, cảm ơn hai bạn nhiều. Vào nghỉ ngơi đi để Ngư tự á, mà tên gì? Tên My. Bé Nhi. Bé Nhi, sinh năm 93 hết đúng không? Không, bé này 96. 96. 93. My Nhi. Ủa. Vậy đâu vậy? Xuống dưới bếp. Xuống dưới bếp hả? À? Ủa. Họ có cơm ở dưới á. Ủa. Không, cảm ơn. Và cô nàng quyết định chủ hội chị em của mình đi đúng mua trà sữa. Lát nữa mọi người không định ăn gì hả? Em tính mua bánh về để coi tối mọi người có muốn đi đâu ăn. Tối chắc nấu ở về nhà nấu chứ. Oh no. Nấu. No. Mình vô trong nhà mình chơi và mình gặp mọi người, mình đừng tra tấn lẫn nhau. Ủa, nấu thôi trẻ mà. Em thấy có ý kiến buổi tối đi đâu ăn đi. Thì có ngày đầu tiên gặp đi đâu ăn đi, tại vì có thể ngồi và nói chuyện với mọi người, có giới thiệu chính thức với nhau. Mà rồi, sợ ra ngoài. Cái gì về kia ngủ mấy bạn kia rồi đợi bạn nữ kia lại luôn. Ê, đi ăn lẩu đi. Chị nói thiệt nha chị không có nấu ăn ở nhà, chị nấu thiệt luôn á. Cái chủ đề mình vô đây mình gặp mọi người, mình giao lưu với nhau chứ đâu phải là vô đây để làm cuisine. Đừng có nấu đi, đừng có nấu đi. Bạn đây là bàn bạc lại. Nhưng mà chị cứ tưởng tượng là ví dụ như tối nay mình ăn cái gì, nguyên đám mình ăn cái gì đúng không? Xong rồi nguyên đám mình phải đi đâu chơi đó, chơi cùng với nhau. Chứ tự nhiên bây giờ nguyên đám ăn xong rồi nguyên đám rửa chén, xong rồi nguyên đám ngồi ở nhà coi tivi, rồi nguyên đám đi ngủ hả? Cái đó khác nào hồi còn nhỏ mà mình vô ở nhà. Em nghĩ là nên đi ăn đi rồi đi club. Đi ăn xong đi club. Chủ yếu cuối cùng của em là club. Trời ơi, chị tham gia cái này với mục đích đó. Chị không nghĩ chị sẽ tìm được tình yêu của đời mình ở đây. Nhưng chị biết chắc chắn chị sẽ có bạn khi mà vô trong này. Cho nên là chị rất thích đi ra ngoài để chơi và để ăn. Chứ không phải là ở nhà mà nấu cơm. Đi chơi, đi chơi. Bạn vậy chị đi quậy tối nay. Cái này chị không việc gì hết là đúng rồi, chị chỉ đi chơi thôi. Và đây là chương trình để mình đi chơi, không mang tính chất công việc, nên rất là thích. Yeah. Cái hưởng của em. Lâu rồi em không đi quậy. Đang háo hức với kế hoạch nhà chung không bếp nút thì khi trở về, Song Ngư và Nhi lại chứng kiến các chàng trai đang loay hoay bếp nút nên tỏ ra khá thất vọng. Mình và bé Nhi là hai người không có thích nấu cơm ăn ở nhà. Đúng rồi. Một mình luôn xúi mọi người ra ngoài ăn hoặc là order đồ ăn về. Không ai hưởng ứng hết, chỉ hai đứa lầy lội tụi mình thích cái điều đó thôi. Nhưng mà trong khi đang có một cặp cô Tắm và Hoàng Tử đang nấu cơm cho nhau và tụi mình sẽ được ăn ké. Và giống như họ sinh ra là để nấu cơm cho nhau vậy đó. Anh có thường nấu ăn không? Hồi xưa thì mỗi ngày. Vậy hả? Bây giờ thì lâu lâu, tại không có thời gian mà bếp luôn. Hồi xưa thì công việc của anh là phải nấu ăn cho. Phải nấu ăn luôn hả? Phải luôn. Phải luôn. Hồi xưa em cũng thường nấu ăn lắm á. Cái sao đó ú quá, rồi cuối cùng là không nấu ăn nữa. Mỗi lần nấu là lại ăn nhiều. Đức thì nấu ăn giỏi. Chung là Đức thì rất là ok. Mẫu người mà mình thích á, thì Đức là mẫu người mình thích. Không biết bạn nữ cuối cùng là ai ta? Hồi hộp nha. Ngay lúc đó, một tin nhắn bí mật gửi đến cho Phát. Không phải, mới nhận được một vụ là có một bạn nữ đang đi lạc đường ở ngoài số 14. Xuất sắc, xuất sắc. Tụi mình nè, về nào. Tụi mình gian trận đón đi. Em chơi lớp house đúng không? Em tham gia chương trình lớp house đúng không? Oh, sorry. Sorry. Oh. Tôi không muốn gặp cái gương mặt là em nào cả. Tại sao lại như vậy? Không chơi đâu. Oh man. Chơi đâu.
Anh thông báo với em là ở nhà bây giờ đã đủ 7 người rồi. Còn thiếu mỗi em thôi. Sợ anh đi chơi mà anh không nói. Đây chính là cô gái cuối cùng, Nguyễn Phong Linh, biên tập viên. Cô MC có chất giọng truyền cảm này chính là én bạc của cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình 2016 và là quán quân còn vòng VTV 2015. Khi mà nghĩ đến hình mẫu bạn trai lý tưởng thì mình nghĩ là mình thích sự trầm tĩnh, chững chạc, hơi lớn tuổi một chút cũng được, vì bản thân mình thì cũng có một chút xíu trẻ con, bao dung với mình sẽ hơi chiều mình một tí. Dạ chào cả nhà. Này, luôn. Hello. Ai che mặt rồi? Phía sau rèm anh ấy sẽ rồi do đây em thành viên cuối cùng của lớp nhà. Xin chào. Tên gì? Dạ xin chào. Vậy? Xin chào. Hello. Hello. À, đó là bạn hay là chị? Không, cái anh trong kia mới là chị, anh đeo cái tập rèm. Dạ chào chị. Chị cả phải không? Ủa xin không màu đó giờ. Màu cam, màu đỏ. Xin chào. Cuối cùng bữa cơm đơn giản đã được hoàn thành và Nhật cũng về kịp lúc. Hôm nay là sinh nhật của Nhật đó. Rồi cả nhà ăn cơm. Rồi mọi người. Mình rồi bây giờ mình giới thiệu lại hay là sao? Ủa. Đừng ăn thanh. Cho đại ca ăn trước đi. Thôi chứ mình giới thiệu một cái nữa ha. Rồi, dễ đi. Ai anh bắt đầu từ anh kia nó qua. Bắt đầu từ anh phải qua lại bỏ miệng rồi. Chào cả nhà. Em tên Phong Linh. Dạ, hết rồi. Em xin tự thú trước khi ăn là em có biết một người trong nhà này trước rồi là anh Phát. Và rất là bất ngờ lúc nãy anh đón xong em không muốn về nhà luôn. Nhưng mà biết sơ sơ biết. Cái nữa là Bi với Đức là cũng không... là cặp đôi bí ẩn. Phát hiện rồi. Nói chuyện hồi là ổng ăn hết đồ. Cái này cuối cùng với ăn nè. Hai bạn này là bạn cấp 2, cấp 3 đúng không? Tôi với Nhật là bằng chiều cao. Thôi đi qua rồi. Đi qua quá. Đi qua đi. Đi qua đi. Dạ được ăn chưa? Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ai là người đến cuối cùng ta? Phong Linh đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, cái này tặng em. Chẳng lẽ mình không có duyên đến độ này sao? Em ghét màu hồng và ghét dâu á. Vậy hả? Mình ấn tượng nhất với lại Phong Linh vì cô nàng có những cái cá tính mà thực sự là mẫu người mà mình thích. Kiểu cô nàng hiện đại, rất là thông minh. Vậy màu xanh lá thì sao? Hay quá, tôi thích ý kiến của bạn. Tôi thích như vậy. Em mà lắc lên dạ, nhốt dạ, của lại. Cảm ơn anh. Em mà chê nữa là còn màu khác nữa. Em không thích ăn kem. Em mà chê nữa là anh hứa. Em không thích ăn kem. Nó nghe nè, bạn này là bạn có cái gu là thích trai đẹp mà cao hơn mình tất rưỡi. Hai em mình là hợp á. Dạ. Mai anh có đi đâu không? Sáng nay anh đi lên công ty tầm 1 giờ anh về. Sáng nay giờ anh về. Sáng chủ nhật cũng phải đi công ty. 8 giờ. Cho người đi sao lại cái ánh mắt của nhau. Hay là phải chở nhau đi làm. Mày thấy tôi đang nhìn hay sao mà trả lời đây mà nhìn bên này là cái gì vậy? Hiện tại mình đang ấn tượng nhất là bạn Phong Linh. Tại vì ở bạn đó nó có một cái điểm gọi là trầm tính, chững chạc và không có nhìn không có tính trẻ con nhiều. Bốn chàng trai trong nhà chung đều là bốn cái màu sắc khác nhau, ấn tượng cũng khác nhau, nhưng mà chắc chắn là ấn tượng nhất với bạn Nhật. Đơn giản vì Linh thích tuyết người ít nói và trầm tĩnh thì Nhật là người ít nói nhất. Vậy là các thành viên đã có những cảm xúc ban đầu với nhau. Anh chàng ít thể hiện nhất là Nhật lại đang gây ấn tượng mạnh mẽ với các cô gái nhất. Những ấn tượng đầu tiên liệu sẽ thúc đẩy chuyện tình cảm của họ sau này? Hãy đón xem vào tập sau.